Rồi, Vinh đi chào mọi người. Hôm nay Vinh đi chia sẻ các bạn cái cách chuyên con để chúng ta biểu diễn. Kỹ thuật chuyên con này là chuyên con biểu diễn nhé các bạn. Chúng ta không nên sử dụng kỹ thuật chuyên con này để chúng ta trong đấu khác, trong thực chiến thực tế mà được. Đó, bởi vì cái tính thực tế nó không cao là thứ nhất, và thứ hai nó rất là ngoằn, nó rất dễ chúng làm chúng ta bị nằm trong, bị vào trong cái thế bị động. Đó, nên mình sẽ loại cái kỹ thuật này ra khỏi cái thực chiến đó, mình sẽ đưa vào đó cái thuật biểu diễn, bởi vì nó cũng rất là đẹp mắt các bạn. Rồi mình thực hiện trước, xong rồi mình chia sẻ, mình hướng dẫn cho các bạn kỹ càng các bạn. Là chúng ta đánh từ dưới lên. Rồi khi con chúng ta lưu ý khi các bạn tập kỹ thuật này, các bạn phải dứt khoát cái đòn chúng ta mới chụp được con gì khúc. Thuật này rất là kỹ thuật khó đó, bởi vì nó khó nên nó rất là khó thực chiến đó, rất dễ bị ăn vào đầu đó, nên các bạn khi các bạn tập bạn phải dứt khoát. Hồi bữa mình sẽ chia sẻ các bạn những cái tính trong con gì khúc đó. Đó, mình tập phải dứt khoát. Đây cái tay cái con mà chúng ta là đi nè, đi từ dưới đi lên nè, đó đi từ dưới đi lên nè. Đây các bạn, mình có thể đây con chúng ta sẽ đi từ dưới này lên nè, đó đó dưới lên nè, đó và cái tay chúng ta nè lên chờ này. Bây giờ các bạn chưa quen thì các bạn chờ sẵn cái tay trên này đi, xòe cái tay ra, xòe ra, sử dụng cái lòng bàn tay chúng ta xòe ra như thế này đó, và chúng ta đi từ dưới lên nè, đó và căng ngang này đó. Các bạn lưu ý các bạn tập khống chế con nó thẳng ra, tránh trường hợp các bạn đánh con nó không bị được khống chế thì nó vặt lên sẽ trúng vào đầu của chúng ta, rất dễ trúng vào đầu đối với kỹ thuật này nha các bạn. Đây mình thực hiện lại này, mình quay ngược lưng lại cho các bạn thấy nè. Đây đó, mình đưa tay nè, đưa tay chờ sẵn nè lên nè, đó đưa tay chờ sẵn nè lên nè, đó lên nè, đó đây bên này cũng vậy nè, lên nè, đó đây cái tay nè chúng ta chờ sẵn nè lên nè, đó chờ sẵn cái con nó quật lên. Đó, chúng ta lưu hồn với tay lên nè, xong cái con nó đá lên này nè, vào tay chúng ta này nè, đá lên này vào tay chúng ta này, đá lên này vào tay chúng ta này, đó kỹ thuật chúng ta nó đi như vậy. Rồi mà nhưng mà khi các bạn tập các bạn phải dứt khoát rõ cái tay chúng ta ra, chúng ta mới chụp được các bạn. Đây đó chụp nè, đó chụp nè, đó 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 đó. Đối với kỹ thuật này các bạn lưu ý, các bạn phải chịu khó tập nhiều, nhiều lên nó mới nhuyễn được, chứ các bạn mới tập một hai lần mà không tập nữa thì nó sẽ cũng như không. Bởi vì kỹ thuật này thật khó, rất dễ bị chấn thương. Mình nói trước các bạn, thuật này rất dễ bị chấn thương, nên các bạn phải cố gắng tập trung thật kỹ, tập trung nhiều, tránh trường hợp bị chấn thương. Chấn thương này là chấn thương nặng luôn chứ không phải chấn thương nhẹ các bạn. Bởi vì cái con nó đập vô đầu nha các bạn. Đây, đó thấy chưa? Ghê không? Sẽ bị vô đầu thấy chưa? Đó, nếu chúng ta không tập trung, nó sẽ bị như vậy. Nên chúng ta phải tập trung lên, và tay con chúng ta đưa xuống vụt lên phải dứt khoát đó, tập trung và đưa xuống vụt lên phải dứt khoát đó, tập trung và đưa xuống vụt lên phải dứt khoát đó, được các bạn. Rồi chúc các bạn buổi tập đầy năng lượng và dễ dàng thực hiện những kỹ thuật khó như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.